Quỳnh Lập xin chào tất cả các bạn. Valentine sắp tới rồi, không biết là tất cả các bạn đã có chuẩn bị gì chưa? Đối với Lập, Valentine là một cái cơ hội để cho tất cả mọi người đến gần với nhau hơn, những cái cặp mà hay yêu nhau đến gần với nhau hơn. Lập nghĩ rằng là cái mùa Valentine nó không dành riêng cho những người đang yêu nhau, mà nó còn dành riêng cho những người bạn với nhau. Đối với những người mà chưa có người yêu đó, có thể tụ họp với nhau và có thể tạo cho nhau những cái không gian rất là ấm cúng để mà có được thật nhiều kỷ niệm trong một năm sắp tới. Đối với những ai đã có người yêu rồi á, thì Lập nghĩ ngày hôm đó nên tìm cho mình một không gian thật là hạnh phúc, thật là ấm cúng nè, để mà quây quần bên nhau, ăn một bữa ăn mà cùng nhau nấu, thì đó sẽ là một kỷ niệm rất là đẹp. Và bên cạnh đó thì mở những cái chương trình hài kịch lên mà xem, ví dụ như là hội hội danh hài, để chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau vui. Bên cạnh đó, những cái thanh niên mà FA đó, những cái thanh niên mà chưa có người yêu đó, thì làm ơn đừng có lập cái bà cầu mưa. Trời ơi, tội cho người ta lắm, cũng tội cho tôi nữa. Tôi chưa có người yêu nhưng mà ngày Valentine tôi vẫn muốn được đi chơi, tôi vẫn muốn được đi đây đi đó, được muốn ăn hết tất cả những hàng quán, tại vì ngày đó ngày lễ mà, đúng không? Chúng ta phải tự thưởng cho bản thân mình những khoảnh khắc giải trí này trong những ngày tháng làm việc mệt mỏi. Và hy vọng rằng là những ai đã có người yêu rồi sẽ ngày càng hạnh phúc hơn, yêu thương với người mình yêu hơn, và những ai chưa có người yêu thì sớm tìm được đấu của mình. Chào tất cả quý vị khán giả, sắp tới đây là dịp Valentine 14 tháng 2. Thanh Duy muốn gửi đến cho tất cả các cặp đôi đang yêu, đang tìm hiểu và đã yêu, và những cặp đôi đã là vợ chồng, sẽ có một ngày Valentine ấm cúng, hạnh phúc, và trao cho nhau những lời nói và những món quà thật ý nghĩa, và mang tới cho nhau niềm vui và hạnh phúc nhất. Nhân ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 này, em xin gửi lời tới ông xã thân yêu của em là đã là vợ chồng rồi thì ngày lễ tình nhân cũng phải dành thời gian cho vợ, cũng phải lì xì cho vợ, mua quà cho vợ, và nhất là nếu mà tiền ông xã có đó thì ông xã đưa hết cho vợ đi thì mới chứng minh được tình yêu của ông xã dành cho vợ. Dạ, hết rồi. Và trong ngày 14 tháng 2 này thì Vương xin gửi đến người luôn bên cạnh mình, đó là xã của mình. Tất nhiên là bạn Phúc Vinh yêu Vương rồi, và sẽ có những món ngon, sẽ có những điều thú vị trong ngày hôm nay dành cho những cái dành mặt của bà xã của mình.